他很严格的。以防勒索。
Bây giờ ngày 83 hay mùng mấy thì tặng vợ quà gì kìa? Hoa súng. Hoa súng. Thì tặng cái gì ạ? Tặng gì? À, cái chai này mua ở đâu ấy? Tiệm thuốc tây. Chai phấn rôm này, tốt rồi ạ? Thằng những cái tóc như này phải có phấn rôm mới được. Mười mấy tiền? Hai mấy, 20. Con nữ mùa hè nó dính lắm. Cất trẻ con đi. Sáng là đã ngủ rồi kìa.